Diễm Thi và Chân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ ba ngày 3 tháng 11 với một số tin tức đáng chú ý. Hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân bị hành hung khi đến thăm gia đình nạn nhân Đỗ Đăng Dư. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Kính thưa quý khán thính giả, hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân đã bị một nhóm người hành hung đến mang thương tích khi hai ông đến gia đình của nạn nhân bị đánh chết trong trại giam Đỗ Đăng Dư để giúp đỡ về mặt pháp lý. Vụ hành hung mới xảy ra vào chiều hôm nay. Luật sư Trần Thu Nam bị đánh vào mặt đổ máu, còn luật sư Lê Văn Luân thì bị nhẹ hơn. Sau khi bị hành hung chừng một tiếng và còn ngồi chờ cơ quan chức năng đến giải quyết vụ việc, và lúc 3 giờ 45 phút chiều, luật sư Lê Văn Luân cho Đài Á Châu Tự Do biết sự việc như sau. Bây giờ thì đang hai đứa con bị đánh chảy máu, đàn thứ nam rất là bị nặng, bị rất nặng, bị chảy máu mũi mắt miệng bầm chảy máu miệng mũi. Đến làm thủ tục luật sư thôi, gặp gỡ là làm thủ tục luật sư thôi, cũng không có gì. Sau khi đi ra thì bị giữa đường bị cậu khoảng 8 cậu thanh niên, 8 cậu thanh niên bịt mặt, bị khẩu trang đánh. Tôi bây giờ bị đánh xong thì lấy mất luôn cả điện thoại rồi. Các luật sư trẻ có thủ hấn thì với ai về làm việc vụ việc của bà Dư này thì cũng đã nhiều lần, mấy người khác cũng đã bị rồi. Cũng lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, bà Đỗ Thị Mai, mẹ của nạn nhân 17 tuổi Đỗ Đăng Dư chết cho biết. Có bảo là giúp việc đây em để kêu anh cho giải quyết cái việc là cháu chết được giải giam có thế việc có thế thôi mà có hai người đứng ở cổng nhà em thế là chắc là các bác cái đi khỏi xuống cách khoảng độ vài độ 100 mét hơn cả mét thế là bị dính đánh luôn. Xin được nhắc lại là vụ việc thanh niên 17 tuổi Đỗ Đăng Dư con bà Đỗ Thị Mai được công an thông báo chết hôm ngày 10 tháng 10 vừa qua gây nghi ngờ trong cộng luận về cái chết của nạn nhân. Nạn nhân Đỗ Đăng Dư bị bắt hôm ngày 5 tháng 8 do ăn cắp một khoản tiền chưa đến 2 triệu đồng của một người hàng xóm. Công an địa phương bắt nạn nhân và nói với gia đình đưa đi cải tạo, nhưng giam giữ tại trại giam Sa La, Hà Đông. Đến ngày 4 tháng 10 thì báo với gia đình đến bệnh viện và nạn nhân trong tình trạng hôn mê do phủ não. Sang đến ngày 10 thì cơ quan chức năng báo với gia đình là nạn nhân đã chết. Gia đình yêu cầu giám định pháp y, luật sư Trần Thu Nam chứng kiến nhưng ông không đồng ý ký biên bản vì ghi không chính xác. Vụ việc một thanh niên 17 tuổi chết trong khi bị giam giữ được công luận trong và ngoài nước chú ý vì có nhiều điểm không đúng pháp luật Việt Nam. Một số luật sư như luật sư Trần Thu Nam, Lê Văn Luân, Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân ở Hà Nội có thư gửi cho các cấp lãnh đạo cấp cao phải cho điều tra vụ việc một cách khách quan để bảo đảm công lý cho nạn nhân, trong khi cơ quan chức năng cho rằng nạn nhân chết vì bị một bạn tù đánh chết. Tiếp tục phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ viếng thăm Việt Nam theo cấp nhà nước từ ngày 5 cho đến ngày 6 tháng 11 và sẽ đọc diễn văn tại Quốc hội Việt Nam. Đây là một chi tiết đáng chú ý trong bối cảnh Hoa Kỳ thực hiện tự do hàng hải hàng không ở Trường Sa, áp sát các đảo nhân tạo mà Trung Quốc mới bồi đắp. Trả lời Đài Á Châu Tự Do, một đại biểu Quốc hội không muốn nêu tên nói rằng Quốc hội Việt Nam đang bối rối vì vụ việc này dường như chưa có tiền lệ. Ông Tập Cận Bình dự kiến có bài phát biểu tại Quốc hội Việt Nam vào lúc 10 giờ 35 phút sáng ngày 6 tháng 11 năm 2015. Thông tấn xã nhà nước Việt Nam mô tả chuyến thăm chính thức của ông Tập Cận Bình thể hiện quan hệ Việt Trung tiếp tục duy trì xu thế phát triển tích cực. Trong 2 ngày lưu tại Việt Nam, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ hội kiến với tứ trụ Việt Nam là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viếng thăm Việt Nam và đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam vào trưa 6 tháng 11 sắp tới, một số đại biểu Quốc hội đề nghị đẩy mạnh dân sự hóa quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. VN Express trích lời đại biểu Đăng Ngọc Tùng phát biểu trước Quốc hội sáng ngày 3 tháng 11, đề nghị chính phủ phải chú trọng phát triển nền kinh tế biển và về điều ông gọi là mạnh dạn dân sự hóa quần đảo Trường Sa. Ông Tùng nói là cần xây dựng các cầu tàu cho ngư dân khi cần thiết có thể vào ẩn trú ở những đảo lớn như Song Tử Tây, Đá Nam, Tóc Tan. Ngoài ra, thì vị đại biểu còn đề nghị tổ chức các tour du lịch bằng máy bay, tàu biển ra Trường Sa, đặc biệt có thể vận động các nhà đầu tư xây một số khách sạn trên các rạn san hô. Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, hôm qua 2 tháng 11 tại Washington, ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ khẳng định là sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không trên vùng Biển Đông tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Và như để xác định rõ hơn quan điểm của Nhà Trắng, hôm nay 3 tháng 11,
tuyên bố tại Bắc Kinh, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương nói rằng các vùng biển quốc tế, vùng trời quốc tế là sở hữu chung, không là lãnh hải áp đặt của bất kỳ quốc gia nào. Đô đốc Harris nhấn mạnh, quân lực Hoa Kỳ sẽ tiếp tục thực hiện việc di chuyển qua bầu trời, vùng biển và ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Đô đốc Harry Harris đã tuyên bố như vừa nêu tại trường Đại học Bắc Kinh trước thành phần thính giả là sinh viên Mỹ du học tại Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Đô đốc Harris kể từ khi nhậm chức tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương. Trong dịp này, ông có cuộc gặp gỡ với tướng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc. Phía Trung Quốc phản ứng là việc Hoa Kỳ áp sát các đảo mà Trung Quốc nói là có chủ quyền từ thời tổ tiên xa xưa đã làm lu mờ cuộc họp mặt. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afvietnam.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achouzo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tải xuống từ App Store và Google Play. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.